Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều cô bác anh chị hỏi tôi là nấm chaga thì khi mà dùng nó thì bao lâu hiệu quả và có cái lưu ý gì khi dùng hay không ạ? Thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ đến tất cả quý cô bác anh chị những cái lưu ý mà để giải đáp vấn đề băn khoăn thắc mắc của quý cô bác anh chị. Vâng, nấm chaga Nga. Tại sao tôi lại chọn nấm chaga Nga mà không phải là các vùng khác? Vì nơi một cái khí hậu lên đến âm 45 địa độ C và nó sống trên ký sinh tại các cái thân cây bạch dương và nó hút các tinh chất. Và đặc biệt cái tuổi thọ của nấm chaga ở Nga nó trên tầm trên 20 năm, cho nên là rất nhiều các dưỡng chất quý trong nấm chaga Nga và tác dụng trong vấn đề hỗ trợ và điều trị tận gốc của các cái căn bệnh, tức là thay đổi môi trường thụ bệnh. Và chúng ta nguyên lý là muốn giải quyết một cái bệnh nào đó thì phải thay đổi môi trường thụ bệnh, giúp cơ thể từ môi trường axit chuyển hóa sang môi trường kiềm, nâng cao hệ miễn dịch cũng như sức đề kháng của cơ thể. Một liệu trình của một người bệnh nhân hoặc một người khỏe mạnh dùng nấm chaga thì thường chúng ta sẽ dùng liệu trình tầm khoảng từ 6 tháng, từ 2 tháng cho đến 6 tháng. Trong một tuần đầu tiên ấy, thì cơ thể bắt đầu có cái dấu hiệu đào thải độc tố. Người dùng sẽ thấy đi tiểu nhiều hơn, màu nước tiểu sẽ vàng hơn và lặng mùi hơn, có thể mùi khai, mùi ammoniac rất nặng. Ngoài ra gặp các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài nhiều, đó là dấu hiệu thải độc giai đoạn đầu, rất là tốt và đây là cơ chế tự đào thải của gan. Cái thứ hai là trong cái tuần thứ hai từ đến hết tháng ấy, thì người dùng thì sẽ thấy những cái biểu hiện rất là tuyệt vời là ăn ngon hơn, ngủ bắt đầu ngon hơn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đây vẫn là giai đoạn trong quá trình đào thải độc tố của cơ thể, nên có thể vẫn bị đi ngoài, rồi có những cái triệu chứng nổi mẩn ngứa, đó là cái chức năng gan của chúng ta đã phục hồi tốt và cái cơ thể chúng ta nó sẽ thải độc qua tuyến mồ hôi. Và điều này thì không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ ba là dùng sang từ tháng thứ hai trở đi, bệnh sẽ bắt đầu thuyên giảm, da bắt đầu sáng hơn, trông sẽ trẻ trung hơn và rất nhiều người sẽ được bạn bè của mình sẽ khen là trẻ hơn so với thời gian trước, đặc biệt hoạt bát và yêu đời hơn. Nếu đặc biệt với những bệnh nào mà bệnh nhân tự kỷ và trầm cảm thì gia đình hoặc người thân sẽ thấy rõ nhất cái biểu hiện là hoạt bát và nhanh nhạy hơn. Và trong quá trình sử dụng, người dùng có thể không cảm nhận được rõ sự thay đổi. Do sự thay đổi của cơ thể, do nấm chaga có tác dụng ngầm và chúng ta nên kiên trì sử dụng được từ 3 tháng trở đi. Và chúng ta đi sau 3 tháng chúng ta đi kiểm tra sức khỏe thì gần như 100% người dùng đều bất ngờ khi thấy các chỉ số của bệnh của mình được giảm hẳn. Có những chỉ số bệnh về hoàn toàn bình thường và đó là điều vô cùng tuyệt vời. Còn những cái lưu ý khi dùng là gì ạ? Thứ nhất là đảm bảo cái công dụng của nấm chaga tự nhiên thì chúng ta dùng tốt nhất chúng ta nên dùng phòng bệnh. Và chúng ta dùng hàng ngày cho cả nhà thay nước uống. Còn với vấn đề dùng trong hỗ trợ điều trị bệnh thì chúng ta nên lưu ý trong quá trình sử dụng như sau. Có thể sử dụng trong quá trình uống thuốc tây. Tuy nhiên cần uống cái nước lấm này trước hoặc sau khi chúng ta dùng thuốc tây từ 30 đến 60 phút. Cái thứ hai, chúng ta nên dùng nồi đất hoặc ấm sắc thuốc là tốt nhất để giữ được các cái dược tính của lấm. Bần cùng thì chúng ta mới phải dùng sang các nồi khác. Thứ ba là người chưa có bệnh hay chưa phát bệnh thì dùng lấm thường xuyên hay theo liệu trình mỗi năm từ 1 đến 2 lần để phòng bệnh khi chúng ta chưa có bệnh, đó là điều vô cùng tuyệt vời. Thứ tư, mỗi lần chế biến nấm chaga chúng ta nên đun nước tầm 3 đến 4 lần thôi, không nên chúng ta dùng quá nhiều. Vì khi vậy là cái dược tính trong nấm nó không còn nữa. Và đặc biệt là tại sao là do cái đặc điểm của nấm chaga là đun đến nước thứ 10, cái màu của nước nấm nó vẫn còn màu và vẫn còn chất. Cho nên nhiều người dùng thì tận dụng. Chính vì thế cho nên hiệu quả nó sẽ không cao. Và cái câu hỏi cuối cùng ấy thì tôi muốn chia sẻ với cô bác anh chị là chúng ta nên dùng nấm chaga để phòng bệnh. Bởi vì thế giới đã công nhận và Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố rồi, 70 đến 85% là chúng ta là những người giả bệnh. Tức là chúng ta không thể biết rằng ngày mai chúng ta có bệnh hay không, đúng không ạ? Nếu chúng ta biết ngày mai chúng ta có bệnh thì chúng ta đã không có bệnh rồi. Nên chính vì thế thì nấm chaga là một cái giải pháp là rất rẻ mà chúng ta có thể dùng cho một cái loại thực dưỡng, thực phẩm để thay thế hàng ngày trong quá trình chúng ta dùng nước. Và cái sản phẩm này nó là một sản phẩm nó kiềm hóa cơ thể rất tốt. Nếu như chúng tôi chia sẻ với một cô bác anh số cô bác anh chị này, để không khác đây chúng ta mua một loại nước kiềm mà vô cùng rẻ mà nó lại phòng được không những một bệnh mà phòng được tất cả những cái căn bệnh trong cơ thể chúng ta. Và ngày hôm nay thì trên đây tôi đã chia sẻ cho tất cả quý cô bác anh chị là những cái lưu ý và cái hiệu quả của dùng nấm chaga. Và cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc có thể comment trực tiếp xuống dưới video hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho tôi hoặc kết bạn qua Facebook với tôi là Bùi Đức Quyết. Số điện thoại của tôi là 0902 284 189 hoặc 0987 69 7007.
ở Hà Nội và các tỉnh lân cận thì quý cô bác anh chị có thể đến trực tiếp của GH Shop chúng tôi để có thể chọn cho mình những cái sản phẩm ưng ý. Và trong thời gian này thì quý cô bác anh chị hãy gieo duyên chia sẻ cái video này lên mạng xã hội là Facebook, lên Zalo của mình và hãy tạc đến tầm 5 đến 10 người bạn của mình, và quý cô bác anh chị có thể ghé qua website ghshop.vn.